mình sẽ bật hết tua lên này cho anh em xem cái đồng hồ kìa. Ôi, 2 đồng hồ đúng không? Chúng ta lên hơn 9.000 và công suất tăng gấp gần gấp đôi, được 2.700 rồi. Và đó, chúng ta nghe tiếng máy là chúng ta thấy được rõ ràng là nó thay đổi tốc độ. Hello anh em nhá. Hôm nay mình sẽ giúp anh em là với một cái khoản tiền chỉ 1k đến 2k nhá, anh em có thể thay đổi được tốc độ của con máy cắt như này. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần sử dụng tốc độ là tối đa của con máy cắt như này. Ví dụ cắt sắt hoặc chúng ta có thể là cắt với những cái vòng quay thấp hơn thì mình sẽ cần cái tốc độ mà nó thấp hơn. Ở trên tay mình đang có một con máy nó chạy 220 nhé. Thì nó chỉ có công tắc như này thôi. Anh em gọi là cái điều tốc ấy. Chúng ta có một số cái thì nó sẽ có cái điều chỉnh tốc độ ở phía sau. Đấy. Thì một số anh em có thể dùng cái ổ cắm hoặc là chúng ta chế những cái dimmer để chúng ta thay đổi được cái tốc độ vòng quay của động cơ. Nhưng mà với cái chi phí thì khá là cao, với hai nữa là nó hơi phức tạp một tí xíu. Hôm nay mình có một cái giải pháp vô cùng hiệu quả, nó chỉ với 1-2 nghìn thôi, 1-2 nghìn đồng ấy anh em. Đấy, thì chúng ta có thể là thực hiện được cái phương pháp như này. Ok, bây giờ mình ngay lập tức mình sẽ đi vào cái chủ đề chính luôn. Đấy, để không anh em chờ đợi. Ở trên bàn mình đã chuẩn bị sẵn rồi hai con luôn để thử cho anh em được cả hai loại luôn nhá. Bên tay trái là con điện 110V, còn bên tay phải là điện 220V. Cái đầu tiên tất cả chúng ta thử thì chúng ta cần phải test, chúng ta phải có thông số rõ ràng xem là nó tốc độ vòng quay. Em lấy cho anh cái kiểm tra tốc độ vòng quay ở trên cái kia này. Ở đây mình sẽ thử cho anh em xem này, chúng ta đang có điện 220V và mình sẽ test cho anh em cái công suất của con này nó chạy bao nhiêu nhá. Đấy, ở trong cái ngăn ngoài nó có cái. Ok, mình sẽ tắt cái công tắc đi. Mình thử cho anh em xem này. Chúng ta sẽ kiểm tra ngay cái tua máy hiện tại bây giờ nó sẽ có bao nhiêu. Ở đây chúng ta đang có cái điện áp là 227V và tua máy đây. Chúng ta có cái công suất là 262W nhá. 262W. 262W và chúng ta sẽ kiểm tra cái tốc độ vòng quay của nó xem bây giờ bằng cách chúng ta sẽ dùng cái một cái đồng hồ đo như này. Chúng ta xem là cái tốc độ vòng quay của nó bao nhiêu nhá. Ok, đây là một cái tấm miếng phản quang. Mình sẽ lắp vào đây. Phản quang ở đây. Rồi, mình sẽ kẹp vào đây nhá. Để chúng ta xem cái tốc độ vòng quay nó là bao nhiêu. Ok. Bây giờ bấm nhanh ạ. Mình sẽ quan sát cái thông số của cái con này xem nó là bao nhiêu nhá. Rồi. Ok. Chín nghìn một trăm vòng trên phút. 9.100 vòng trên phút nha. Hai con số quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cho anh em xem mình sẽ làm như nào. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy được là cách đấu nhá. Ở đây thì là mình đang sử dụng một cái thực tế là mình phải cắt cái dây này ra. Mình cắt cái dây hoặc mình lắp thêm một công tắc ở bên ngoài. Chúng ta có thể thay công tắc ở đây á, bằng công tắc 3 chế độ. Thay công tắc 3 chế độ nhá. Hiện tại thì mình chưa mua được cái công tắc 3 chế độ. Chính vì thế mà mình sẽ làm ở bên ngoài cho anh em xem này. Ở đây mình sẽ có hai cái chế độ nhá. Rồi. Ok, mình sẽ thử cho anh em xem. Đây mình mở cái công tắc thôi. Cái công tắc này vẫn là cái công tắc hôm trước mình review với anh em thôi. Ở đây mình lắp cái bóng đèn á, thì bây giờ không lắp cái bóng đèn mình sử dụng một cái thiết bị khác. Thì đây là mát này. Thay vì việc chúng ta cắt một dây ra thì chúng ta làm này. Tí mình vẽ cho anh em một sơ đồ nhá. Đầu tiên chúng ta thấy là cái kết quả của nó đã. Anh em nào một số anh em nhanh ấy thì anh em sẽ nhìn ra là ngay cái số liệu. Còn anh nào mà chưa hiểu rõ lắm thì đợi một chút xíu nữa mình sẽ vẽ cho anh em xem. Rồi. Mình không muốn cắt cái dây ra nhá, cắt dây ra. Đó, và mình sử dụng một cái này thôi. Còn cái cách làm thì mình có thể ứng dụng tùy anh em sử dụng như nào thì chúng ta sử dụng. Ok. Mình sẽ cần một con diode nha anh em nhá. Con diode của anh đâu? Đây, con diode này anh em. Anh em mua con diode này ở đâu cũng được. Nhưng mình không dùng cái con này tại vì nó hơi nhỏ, con này nó cứ được có 1 ampere anh em. 1A bé xíu à. Mình có con 5A là con 10A thì ok, nó to gấp 2 hoặc gấp 3 con này. Thay vì đó mình sử dụng một con 20A đây. Con này là con diode cầu thôi, nhưng mình chỉ cần một con giống như thế này là được rồi. Giống như một con như này được rồi, là chúng ta lắp như thế này nhá. Đấy, mình có thể thử cho anh em xem con này, nhưng mà chắc nó chạy được một tí là nó sẽ hư thôi. Rồi bây giờ mình đấu thử cho anh em xem này. Chỉ một con nhỏ xíu thôi, chỉ có mấy k thôi anh em nhá, thì chúng ta có thể thực hiện được cái việc như này. Rồi,
Thế thì bây giờ mình sẽ có hai cái tốc độ. Một cái tốc độ đầu tiên ấy là nó chạy thẳng luôn, là chúng ta bật cái công tắc là nó chạy bật lên cái là chạy maximum tốc độ luôn. Còn tốc độ thứ hai ấy thì là không bật công tắc, tức là sẽ qua diode. Đấy. Cái này là anh em sẽ thấy nó ở trong cái gì ạ? Chúng ta thấy ở trong cái máy sấy tóc ấy. Chúng ta sẽ thấy nó ở trong cái máy sấy tóc ấy là nó sẽ có hai cái tốc độ nhanh chậm ấy, thì nó chính sử dụng cái phương pháp này luôn anh em nhé. Nó không có gì cao siêu đâu anh em ạ. Đấy, một số anh em lại thắc mắc. Đấy. Nó đơn giản quá, nhiều khi chúng ta lại nghi ngờ, nhưng mà cái này có thể áp dụng được nhé. Đấy, chúng ta phải áp dụng được cực kỳ hiệu quả luôn, chỉ một con diode thôi. Nhưng mà mình dặn trước là anh em chú ý là chúng ta phải mua con diode đủ số dòng thôi, chứ mình mua con diode mà nó bé quá là không được, bởi vì dòng của chúng ta là có đi nó đi được 2-3 ampe, nên là chúng ta sẽ sử dụng con diode nó phải đủ ampe thì chúng ta mới chạy được. Thì trong này là có 4 con diode nó mắc ở trong này, mình sử dụng chỉ một con diode thôi là nó đủ rồi. Đấy, tí nữa mình hàn lại cho anh em xem, tại vì trong cái lúc mà hàn có thể là nó dùng con nhỏ quá nó cháy thì nó mất công, mà thôi hàn con nhỏ luôn cho nó nhanh. Để hôm nay anh em lại bảo là cái kia là cái gì, nhiều anh em chưa hiểu, chưa phức tạp, và anh em là trong nghề đều biết con diode rồi thì nhìn kia chúng ta biết ngay. Rồi, đấy nó cực kỳ đơn giản như này, chúng ta lắp này. Bé xíu luôn, kiểm tra tốc độ, thế nó mới hay. Chỉ một con, chỉ con này chắc là 500 đồng mất, không đến 1k, lâu lắm mình không mua, tại vì mình mua toàn mua cái số lượng nhiều về để sửa đồ thôi mà. Nó hơi nóng tí. Thực tế là đây là nó có cái dây này thì mình hàn sẵn thôi, chứ gần anh em không cần nhá, anh em nối thẳng vào cái công tắc kia được, hoặc chúng ta có cái nối khác của chúng ta thì chúng ta nối thôi, không có máy hàn không sao hết, tại mình có tiện, còn máy hàn nhà có điều kiện nên là hàn luôn thôi. Rồi xong rồi anh em, thế thôi, là chúng ta sẽ có hai tốc độ này. Rồi chúng ta sẽ tắt đi. Bây giờ kiểm tra tốc độ nhá. Rồi chúng ta bật lên. Tất cả mọi thứ nó đang là ở trên này hết rồi. Một tốc độ đầu tiên này, đã bật công tắc nhá. Anh em kiểm tra này. Tốc độ thứ hai này. Bật đo đo lại cho anh cái vòng tua ấy. Mình sẽ bật công tắc lên cho anh em xem này. À đây là chế độ tắt công tắc. Nó chỉ có lấy chúng ta có bao nhiêu ạ? Hơn 200W đúng không? Và là bây giờ nó còn 164W thôi. Và tốc độ vòng quay chúng ta giảm có bao nhiêu ạ? Nó còn hơn 7.000 đúng không? Nó còn hơn 7.000 nhá. Và công suất chúng ta giảm một nửa đi. Khi nào anh em vào tải á, là cái vòng tua nó còn giảm nữa. Em chú ý nhá. Khi nào anh em vào tải là vòng tua nó còn giảm nữa nhá. Đây là chạy không tải nên là nó có cái tốc độ nó cũng khá cao. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật hết tua lên này cho anh em xem cái đồng hồ kìa. Ôi, 2 đồng hồ đúng không? Chúng ta lên hơn 9.000 mà công suất tăng gần gấp đôi được, giờ 2.700 rồi. À, đó, chúng ta nghe tiếng máy là chúng ta thấy được rõ ràng là nó thay đổi tốc độ. Công suất thay đổi này. Ok chưa? Rồi. Quá đơn giản luôn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cái nguyên lý cho anh em xem nhé. Giải thích cái nguyên lý cho anh em xem. Đấy, cái cách là thực hiện luôn nhé. Đấy, anh em nào mà xem mà hiểu được cái chỗ này, cách làm này mình vừa hướng dẫn anh em rồi đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ hiểu thêm. Nguyên lý của nó đơn giản như này thôi. Đầu tiên là cái máy của chúng ta đây. À, lấy trong cặp anh có cái bút. Rồi. Chúng ta sẽ có một cái máy cắt ở đây. Đây là cái máy cắt nhé. À, ký hiệu là bóng đèn. Cái này là motor, ký hiệu là motor đúng hơn. Thông thường chúng ta sẽ qua một cái công tắc ở đây. Chúng ta sẽ qua một công tắc này ngay phía đít cái motor. Thế mỗi khi chúng ta cắm điện 220 vào đây, ta bật công tắc là cái thì máy chạy maximum đúng không? Rồi. Thế bây giờ mình sẽ làm như thế này, chúng ta sẽ dùng một công tắc ba chế độ. Chúng ta sẽ có một công tắc 3 chế độ. Thế thì một chế độ bình thường nó đây, nó có thể đảo sang bên đây, nó chạy trực tiếp này. Là nó đảo sang đây nữa, chúng ta sẽ lắp một con diode vào đây. Chiều nào cũng được nha anh em nhé. Chiều nào cũng được. Đấy, như này. Cái công tắc này chúng ta có thể sử dụng cái công tắc của cầu thang, công tắc cái điện cầu thang ấy, hoặc là công tắc gạt mà chúng ta mua công tắc gạt như này, chúng ta chỉ cần ra ngoài chúng ta mua công tắc 3 chế độ á. Đấy, ở ngoài nó có bán rất là nhiều. Ta mua công tắc 3 chế độ, tức là ba chế độ là nó có hai nấc, có on off hoặc là nó tắt luôn. Thế thì khi mà chúng ta bật ở cái chỗ thẳng như này thì nó vẫn chạy maximum với công suất là 260W. Khi chúng ta bật sang cái chế độ mà có cái đuôi diode này ấy, thì là nó sẽ đi qua nửa chu kỳ của cái mạch này thôi. Nên là công suất nó xuống còn có 160W thôi nhá. 160W. Tốc độ vòng quay tại chúng ta thấy là khi mà nó chạy ở 260W là nó lên được hơn 900, hơn 90
91.000 vòng. 91.000 vòng, còn khi chúng ta để qua diốt nó chỉ còn 7.000 70 mấy nghìn vòng nhá. Đó. 9.100 cho anh xin lỗi anh em nhé. 9.100 vòng phút là 7.100 vòng phút. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là cái công suất của nó thay đổi là nó sẽ thay đổi tốc độ vòng quay. Tại vì chúng ta đang chạy ở cái mức tải là nó không có chúng ta không có tải nên là tua nó hơi cao, khi chúng ta vào tải nó sẽ giảm xuống, cái này mình có nói rồi. Đấy. Thì đơn giản chỉ một con diốt 1.000 thôi nha anh em nhé. 1.000, mình nghĩ là 1.000. Đấy. Thì chúng ta lắp vào trong. Thì nếu với trường hợp mà chúng ta sử dụng ở trong con máy cắt như này, chúng ta thay công tắc là một này. Đấy, còn trường hợp thứ hai nữa là mình đang sử dụng một cái công tắc ở bên ngoài. Ở đây là công tắc ở bên ngoài nhé. Công tắc ở bên ngoài anh em có thể sử dụng thêm một cái công tắc phụ như này nữa. Công tắc phụ như này nữa, chúng ta lắp một con diốt là đi thẳng nối song song với con công tắc luôn. Anh em nhìn ở đây con diốt thấy không ạ? Nối song song với công tắc luôn. À, thì một cái ổ cắm như này chúng ta sẽ có hai chế độ, một chế độ là bật lên thì là nó chạy maximum. Đấy, giống như mình làm thôi, mình nối qua cái công tắc như này. Anh em không phải lắp dimmer, anh em không phải lắp cái gì hết. Anh em chỉ lắp một cái như thế này thôi. Thì ở hai cái lỗ diode này là chúng ta gắn vô. Gắn hai cái công tắc này là lắp cái con diode này vào đây. Đó. Thì sơ đồ nó như thế này anh em nhé. Nó cực kỳ đơn giản như này thôi. Thì trường hợp mà chúng ta bật lên thì tắt đi thì nó chạy một tốc độ, nó bật lên cái chạy một tốc độ khác. Mình bỏ cái này ra, mình lắp hai cái này vô thì vô cùng gọn gàng luôn. Và cái con diode này là không có sinh nhiệt anh em nhé. Nó không có sinh nhiệt tí nào đâu. Là mình có cái công tắc này, nó chỉ có hai chế độ, một là chạy thẳng, hai là chạy qua cái con diode này thôi. Đấy, anh em có thể ứng dụng được cái như này. Đấy, ví dụ như là mình bây giờ mình lắp vào cái vỏ hộp vậy là xong rồi. Là xong rồi nhá. Đấy. Thì bây giờ thử lại cho anh em một lần nữa nhá. À. Đơn giản, hiệu quả và cực kỳ rẻ tiền. Đó. Có thể là một số anh em chưa nghĩ ra, cũng có một số anh em thì biết rồi. À, mình anh em nào chưa biết thì có thể coi thử. Rồi cái này mình giấu đi này là được nhá. Đấy, thế thôi, nó chỉ mỗi vậy thôi. Và chúng ta chỉ bật lên hai cái tác động, không nên ra thử lại cho anh cả. Chúng ta thử lại cho anh em một cái nữa cho nó sinh động nhá. Đây, mình tắt công tắc cái đi. À, đang bật công tắc chứ. Thử lại cho anh em lần cuối nhá. Đây là không có cái gì, không cần bật cái đấy nữa. Bật công tắc này thôi. Mình cho test này, anh em bỏ cái dây ra đều vướng này. Đấy, ví dụ như nhà mình xài này, anh em lấy một cái ổ cắm như này luôn. Anh em chú ý nhá, đây là chỉ ứng dụng cho một số cái thiết bị thôi, đừng có sử dụng quạt ở đây nhá. Đây mình chỉ dùng cho những cái thiết bị thổi than. À, cái thiết bị thổi than thôi, hoặc là một số cái bóng đèn ấy, một cái số bóng đèn và thiết bị điện tử nó không phù hợp. Đấy. Thì mình sẽ làm phương pháp như này, hoặc là anh em chuyên dùng thì máy cắt máy mài thì chúng ta sẽ dùng cái này thôi. Và mình thử lại cho anh em xem nhé. Rồi, bật công tắc lên. Tốc độ là 2600W này. Thay đổi công suất này. À, thay đổi công suất này. Quá hay đấy, anh em thấy cái này hay cho xin một like cái. Rồi. Đấy, chia sẻ mấy nội dung này để còn lần sau mình cho anh em những cái mẹo hay hơn nữa. Đấy, đây là một trong những cái mẹo vô cùng là đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả. Và chúng ta ứng dụng được nhá. Không cần đi mơ nhá, không cần đi mơ và chả thêm cái gì cả, thêm mỗi cái ổ cắm này thôi. Anh em có nhà có ổ cắm sẵn, có công tắc thì lắp vô thôi. Ok, chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhé. Bye bye.